Thưa quý vị, mất mùa nhưng được giá. Đó là câu chuyện của vụ cà phê 2023-2024 của những người nông dân vùng trọng điểm cà phê Tây Nguyên. Mất mùa là bởi thời tiết khắc nghiệt đi kèm với dịch bệnh. Thế nhưng hầu hết người trồng cà phê thì vẫn lại rất phấn khởi vì bù lại giá bán tăng cao ở mức kỷ lục. Giá cà phê đang đạt gần 70.000 đồng 1 kg. Mức này đang cao nhất trong hơn 20 năm gần đây, cho nên người dân rất là vui. Vui vì thu về lợi nhuận cao. Điều này không chỉ giúp cho bà con trang trải các khoản tiêu dùng, mua sắm Tết, mà các hộ dân còn yên tâm hơn khi mà tái đầu tư cho vụ mùa kế tiếp. Nhờ tính toán chi phí đầu tư vào vườn cà phê một cách hợp lý, cộng với quá trình thu hái đảm bảo quả chín trên 80%, nên vụ cà phê năm nay gia đình ông Hân Nu, người dân tộc Ba Na vô cùng phấn khởi vì cà phê vừa được mùa vừa được giá. Năm nay thời giá nó tăng cao, trong gia đình nhà tôi thì vui hơn, mừng hơn, tăng vui mấy gấp đôi luôn. Tây Nguyên là vùng trọng điểm cà phê của cả nước với diện tích trên 600.000 hectare. Ngay cả những địa bàn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây mất mùa, sản lượng giảm sút, nhưng với mức giá cà phê cao kỷ lục gần 70 triệu đồng một tấn, khiến bà con nông dân hợp tác xã vô cùng phấn khởi. Tôi cũng có triển khai cho bà con thì hái thì 70-80% quả chín đạt nhân rồi mình bán theo thỏa thuận của Vinh Hiệp với nông dân, bán được thì được công thưởng, xuất khẩu có cái giá hơn. Năm gần đây cà phê Robusta Việt Nam chúng ta đã có được cái chân đứng trên thị trường cà phê thế giới và cũng đã khẳng định bằng cái lời nói và vật cái chứng thực nhất là giá hiện nay chúng ta rất là tốt. Và đây là một trong những cái mà giúp cho cái người nông dân sản xuất cà phê bền vững, họ thay đổi và họ có tạo cho một kế sinh nhai rất là tốt. Tỉnh Gia Lai có diện tích gần 100.000 hecta cà phê, trong đó gần một nửa diện tích được bà con sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng. Nhờ xây dựng liên kết chuỗi giá trị nên dù gặp biến động về giá, song bà con cùng các hợp tác xã vẫn đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng trước đó. Nâng cao chất lượng, mở rộng thị phần sang các thị trường mới đã giúp cho xuất khẩu cà phê năm 2023 của Việt Nam đạt là 1,61 triệu tấn, kim ngạch tăng 3,1% và giá trị lên mức cao kỷ lục là 4,18 tỷ đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của nước ta cũng đã kín đơn hàng cho tới hết quý 1 của năm nay. Và để duy trì được đà tăng trưởng này, doanh nghiệp đã liên tục phải nâng cao về chất, thay đổi cách thức sản xuất để có thể đáp ứng được những quy định mới của nhiều thị trường với từng loại cà phê. Cà phê Robusta và Arabica của doanh nghiệp này hiện đang có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 80.000 tấn cà phê, trong đó xuất khẩu sang thị trường châu Âu chiếm tới 65%. Tuy nhiên, từ cuối năm 2013, doanh nghiệp đã ký được hợp đồng xuất khẩu với một số thị trường mới, giúp doanh thu tăng trưởng tốt và kín đơn hàng cho đến hết quý 1 năm nay. Trong năm 2023 thì là công ty cổ phần Phúc Sinh là doanh số là cũng tăng trưởng là khoảng 25%. Công ty cũng phát triển được những cái thị trường mới, đặc biệt là Trung Đông. Là cái truyền thống họ uống trà thì bây giờ họ giới trẻ họ sử dụng cà phê, thì là đây là một cái xu hướng ở các nước Trung Đông và Ả Rập. Đồng thời thì phát triển cũng như là mở rộng được cái hệ thống phân phối ở Mỹ. Để giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu, trong năm 2024, Hiệp hội Cà phê Cacao sẽ nỗ lực để ngày càng có nhiều doanh nghiệp thành viên đạt các chứng nhận sản xuất hữu cơ như chứng nhận Organic, Liên minh rừng mưa, Rainforest Alliance hay UTZ. Người nông dân, hợp tác xã của Việt Nam chúng ta họ đã thay đổi về cái chất lượng rất là nhiều. Thứ hai nữa, chuyển đổi từ cái canh tác nông nghiệp của họ sang một cái hữu cơ nhờ những cái cà phê chế biến sâu, cà phê đặc sản. Và cải thiện được cái chất lượng, thì người mua hiện nay trên thế giới hầu như đã về Việt Nam. Năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với các doanh nghiệp do kinh tế thế giới gặp nhiều biến động. Ngoài ra, quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu EU sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm. Thị trường này sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng nông sản được trồng trên đất có nguồn gốc từ phá rừng, gây suy thoái rừng. Vì thế, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị hồ sơ để chứng minh nguồn gốc cà phê của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng doanh nghiệp nào không chuẩn bị tốt hồ sơ thì sẽ bị thay thế bởi các nhà cung ứng khác. Doanh nghiệp nào không chuẩn bị tốt, không đáp ứng được thì sẽ bị thay thế bởi các nhà cung ứng khác. Vậy làm sao để có thể đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay?
Chính những yêu cầu khắt khe của các thị trường là động lực để người nông dân cùng các doanh nghiệp Tây Nguyên có thể đẩy mạnh liên kết và nâng cao hơn nữa chất lượng thương hiệu cà phê Việt. Với việc Liên minh châu Âu siết chặt kiểm soát nguồn gốc cà phê, trong khi đó sản lượng cà phê tiếp tục giảm trong niên vụ 2023-2024, các doanh nghiệp đã từng bước thay đổi chiến lược kinh doanh. Thay vì chạy theo sản lượng, thì giờ những nhà sản xuất tập trung vào việc nâng cao chất lượng, qua đó gia tăng giá trị cho ngành cà phê trong năm 2024. Chúng tôi thì đã đánh giá được cái tình hình thiếu hụt và mất mùa từ nông dân, cho nên chúng tôi đã cũng là lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo cái tình hình sản lượng của hiện tại của niên vụ này, và giữ chặt cái mối quan hệ với hợp tác xã cũng như nông dân để đảm bảo cái nguồn cung, để đáp ứng được cái nhu cầu của đối tác truyền thống. Robusta tại Việt Nam thì đang được châu Âu cũng nhà tiêu dùng đánh giá khá tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta tập trung hơn nữa về cái vấn đề về chế biến sau thu hoạch thì sẽ là một cái sự cạnh tranh rất là tốt với Robusta trên toàn cầu. Chúng ta phát triển cây cà phê theo các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được các thị trường thế giới. Đến 2025 thì chúng ta phát triển khoảng độ 80% diện tích cà phê của Gia Lai được sản xuất theo các loại tiêu chuẩn để đáp ứng thị trường. Đáp ứng các thị trường thì doanh nghiệp Việt không chỉ đạt kỷ lục về lượng, cà phê Việt luôn được đánh giá cao về chất và hương vị ở thị trường quốc tế. Còn ngay tại Việt Nam, cà phê từ lâu không chỉ là một đồ uống mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo. Quý vị nhìn vào đây ạ, quý vị nghĩ đây là gì ạ? Là hạt cà phê đúng không ạ? Không, không phải đâu ạ. Những người dân ở Tây Nguyên đã có rất nhiều cách để quảng bá cho hương vị cà phê của vùng đất đỏ Ba Gian để biết tại sao đây không phải là hạt cà phê. Mời quý vị cùng đến với một quán cà phê ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Trên chiếc đĩa này là những hạt cà phê. Thoạt nhìn ai cũng cho là như vậy. Nhưng không, đây là những chiếc bánh và bạn có thể ăn ngay. Chỉ có điều nhìn những chiếc bánh xinh xắn như những hạt cà phê, nhiều người chỉ muốn ngắm chứ không nỡ ăn. Có đến 6 màu, mỗi màu gắn với một vòng đời của hạt cà phê. Này là màu xanh lúc cà phê còn non. Kia là màu cà phê chín đỏ. Những hạt cà phê màu đen bóng này là khi được rang chín. Anh Nam đến với ý tưởng làm bánh quy theo hình dáng hạt cà phê từ cách đây 3 năm, bắt đầu từ khao khát muốn kể câu chuyện về cà phê Tây Nguyên theo cách của riêng mình. Lâu nay mọi người chỉ sử dụng là cái thành phẩm của nó, nhưng để mọi người chưa biết là khi nó xanh tươi như thế nào, chín đỏ hình thù ra sao thì tụi em sử dụng đặc sản của địa phương kể về cái câu chuyện của cái hạt cà phê này. Vẫn là bột, là đường để làm bánh, nhưng điểm khác biệt ở tiệm bánh của anh Nam là thêm những nguyên liệu thuộc về vùng đất Lâm Đồng. Dùng trà xanh để có chiếc bánh màu xanh. Muốn có bánh màu đỏ thì dùng dâu tây. Còn muốn có màu đen thì dùng đúng bột cà phê nguyên chất. Khó nhất trong làm bánh hạt cà phê chính là phải làm thủ công. Một người trong một ngày, đôi tay nặng ra đến 3.000 chiếc bánh như thế này. Điều khá bất ngờ, tiệm bánh của anh Nam lại là nơi có những người khiếm thính làm việc. Những chiếc bánh kể chuyện cà phê Tây Nguyên và cũng kể thêm câu chuyện về lòng sẻ chia. Nhiều người đặt mua do những chiếc bánh lạ mắt, hơn nữa là rất ngon và những câu chuyện thú vị đằng sau. Với anh Nam, đó là niềm vui. Những chiếc bánh sẽ là cầu nối để những người lạ trở nên thân quen, như thông điệp đằng sau tên của tiệm bánh này. Từ người lạ, chúng ta qua một sản phẩm mang cái giá trị đặc trưng như vậy thì sẽ dần trở thành người quen, khách hàng quen với nhau, kết nối nhau, và từ những người lạ mà không có một sản phẩm địa phương mà trở thành những người quen. Vâng, đôi khi chúng ta đến một quán cà phê nào đó không chỉ để uống một cốc cà phê mà còn là những trải nghiệm mới lạ và thú vị. Như tại địa điểm ở trong phóng sự vừa rồi, tên tiệm là người lạ nhưng lại tạo ra những cảm giác thân thuộc với khách hàng. Có thể nói từng hộ kinh doanh, từng doanh nghiệp và từng địa phương cùng làm mới mình theo cách giá trị hơn sẽ góp phần chung tay khẳng định thương hiệu cà phê Việt.